Cửa nào? Cũng có thể sáng sớm mừng nay ra, đừng đi vô sâu quá thôi, sâu quá sợ lạc đường á. Đó chắc vậy. Ê, đứng ở đây chụp hình được. Đây, khung cảnh. Ê, cái con gì nó kêu vậy? Phải đùa đó. Nói rồi cũng cãi. Hay lắm. Ừ, cái cây thông nó đẹp đó. Mình đi nãy giờ rồi. Mình đi cái khúc kia luôn kìa. So cute. Cái gì vậy? Em bọc cái khung khôi nuôi nè, em bọc ngừa cái kính vô cho nó lạnh quá. Chừng nó rớt vô trong chứ. Đâu bị đau bụng gì. Chừng nó mấy cây này á, nó có gai á. Nó có gì không? Có rừng. Vậy thôi, đứng không đứng có suối hả? Đứng kiếm chỗ nào đó chụp hình thôi. Không chụp chỗ này cũng vậy. Lạnh chưa? Nó cũng vậy, đi nữa cũng có nó có khác gì không? Thì vô sâu nữa thôi. Cái rừng mà. Đi vô chừng gặp nai, gặp gấu. Nếu muốn thì sáng mai đi.